Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Lớp Bài đây thì tiếp tục series ngày hôm nay. Thì anh em đã biết rằng hôm nay ngày thứ bảy, ngày 4 tháng 6 chính là ngày mà có cái sự kiện live stream giải đấu kỷ niệm 2 năm sinh nhật của tựa game FIFA Mobile Nexon. Và như anh em đã biết là có chuỗi cốt lên đến 12 cái cốt. Thì video này mình sẽ cung cấp cho anh em, những anh em nào chưa nhập cốt, chưa vào group. Những anh em ở trong group thì mình nghĩ là đã nhập hết rồi. Còn những anh em nào không ở trong group thì xem video này của mình, cố gắng nhập đủ 12 cái cốt này để lấy về nguồn tài nguyên. Không thể nói là quá nhiều nhưng mà nó không quá ít. Theo mình đánh giá là nó cũng là một trong những cơ hội để giúp anh em đổi đời. Chuỗi 12 cốt rất ngon. Rất ngon đối với mình là như vậy thôi. Còn đối với những anh em nạp nhiều tiền, những anh em đại gia thì anh em bảo là cốt cùi, cốt trọ thì mình không biết. Còn thì kênh của mình thì đa phần là những anh em cày chay. Nhưng anh em rất rất cần những nguồn nguyên liệu như thế này để đảm bảo cho account của anh em không bị thọt so với mặt bằng chung. Và ngày hôm nay thì FIFA Mobile Nexon cũng đã thông báo một số nội dung quan trọng. Ví dụ như là Big Update mùa hè sẽ diễn ra vào giữa tháng 7, tốt sẽ xuất hiện sớm thôi, ngay sau sự kiện Flashback. Cùng với đó là họ sẽ tổ chức hệ thống giải đấu chọn ra đội tuyển FIFA Mobile của Hàn Quốc giao hữu với các nước. Thì mình không biết là có nước nào. Khi anh em nhập đủ 12 cái cốt thì anh em sẽ có những phần quà như thế này. Đó chính là 270 set, 1 triệu coin. Cùng với đó là các nguyên liệu đồng, bạc, vàng rất là nhiều. 1 triệu TP, 360 chìa khóa, cái này tương đương với khoảng 100k thôi. Và các gói cầu thủ thì nếu anh em may mắn anh em sẽ mở rất nhiều cầu thủ ngon nha. Đặc biệt là gói cầu thủ Flashback có OBR lên tận 115. Mình thấy rất nhiều anh em mở ra Ozin hay là Frank Ribery rồi. Còn thì có một cái phôi nữa. Đây là cái phần thưởng mà ai cũng có thể nhận được. Và anh em nên chú ý cho mình rằng là anh em phải nhập đủ 12 cái cốt. Còn thì mình sẽ không làm video để hướng dẫn anh em nhập cốt nữa. Mình đã làm rất rất nhiều video rồi hướng dẫn anh em nhập cốt và hướng dẫn cách khắc phục lỗi khi nhập cốt. Vì vậy anh em hãy chịu khó gõ lên YouTube là cách nhập cốt FIFA Mobile Hàn Quốc và cách khắc phục lỗi. Đây là một số phần thưởng quay chìa của anh em trên group. Thì rất nhiều anh em quay ra 1,5 tỷ. Đây là một bước đổi đời rồi còn gì nữa. 1,5 tỷ TP trắng rất là ngon. Đảm bảo với anh em rất là ngon. Nhưng anh em trung bình thì mình thấy hầu như là quay ra 100 triệu. Nói chung ngày hôm nay sinh nhật và cái sự kiện live stream này rất là ngon luôn. Chúng ta thử đi qua cái vòng quay xem. Đây là cái vòng quay ngày hôm nay. Thì ngoài cái việc nhận 1,5 tỷ TP ra, 100 triệu TP ra, thì anh em nhìn cái gói 114-116 cộng 50 thì cũng có một ông tôi thấy ở trên group, ông ấy mở ra Patrick Vieira mùa Icon Totti cộng 5 anh em ạ. Thật sự là quá khủng khiếp. Patrick Vieira thì càng ngày càng đắt thôi, những con hàng hot nhất ở trên thị trường hiện tại bây giờ thì mình nghĩ chính là Patrick Vieira và Ronaldo de Lima mùa Icon sao màu vàng. Ở cái phần quay chìa khóa xanh này thì mở ra TP mình thấy cũng là tương đối cao. Còn thì ở cái phần chìa khóa màu vàng tí nữa mình sẽ nói sau. Đây, có một cái để mở ra chìa khóa màu vàng. Nếu mà anh em quay được chìa khóa màu vàng sang bên ô của chìa khóa màu vàng thì nó sẽ có những phần thưởng bao gồm rất nhiều phôi. Rất rất nhiều phôi. Còn vòng quay chìa khóa màu xanh với 360 chìa khóa thì cũng mong rằng anh em sẽ may mắn với cái nhân phẩm của mình. Vòng quay chìa khóa màu vàng thì nó toàn có phôi thôi, cao nhất cũng chỉ có 700 triệu TP. Tính ra 200.000 một chìa vàng mình thấy là cũng không ngon cho lắm. Anh em có 360 cái chìa xanh free thì anh em cứ thế mà anh em quay. Trước khi quay thì ma thuật một tí, ảo ma một tí, xem nó có ra 1,5 tỷ hay không, hay là nó ra một ông nào đó cộng 5 bán đi được đôi 3 tỷ. Như vậy là đối với dân cái chay là hạnh phúc rồi. Nói thật anh em, chưa bao giờ mình dám mở ra 1,5 tỷ luôn. Nhưng mà anh em cứ lên cái group FIFA Mobile Hàn Quốc 31.000 thành viên anh em xem, toàn ông mở ra 1,5 tỷ thôi. Phần quan trọng nhất của clip này đó chính là danh sách 12 cốt ngày hôm nay nhân dịp sự kiện 2 năm. Thì chúng ta có thể copy ở phần comment. Mình sẽ ghim phần comment 12 cái cốt ở phần comment nha. Và anh em mình đã nói rất nhiều rồi là anh em hãy tham gia cái group FIFA Mobile Hàn Quốc 31.000 thành viên rồi, sắp 32.000 rồi. Đấy thì lúc nào có cốt thì quản trị viên cũng đều ghim lên đầu. Và mình thấy rằng anh em trong group thì nhập từ rất lâu rồi. Những anh em nào không vào thì chưa biết thôi. Và nhiều người có bảo là theo dõi kênh YouTube của mình lâu và cái link mà mình gán, link group mình gán ở phần comment không truy cập được ấy. Thì anh em cứ lên Facebook, anh em gõ FIFA Mobile Hàn Quốc, anh em thấy cái group nào lớn nhất thì đó chính là group của mình, YouTuber Lớp FIFA Mobile. Rất là đơn giản thôi, không có vấn đề gì. Anh em chúng ta vào đấy giao lưu thì mình nói thật, đấy là một group chất lượng đối với bản thân mình. Quản trị viên lọc rất là kỹ, không có mua bán, không có lừa đảo, không có bất cứ điều gì cả. Tất cả anh em đều rất là lịch sự với nhau. Còn những người không lịch sự thì tất nhiên là sẽ không ở trong group của mình rồi.
Mình xin nhắc lại nha, 12 cái code này mình sẽ ghi ở phần comment, cùng với đó mình sẽ ghi ở phần mô tả của group. Anh em nào mà chưa nhập thì có thể nhập đủ số lượng. Anh em đếm đủ số lượng nha, nếu mà anh em sót cái nào ấy thì anh em phải nhập lại, vì là thường là trong cái giai đoạn nhiều người nhập nó sẽ bị sập web, là anh em sẽ không nhập được đâu. Thế nên là anh em cứ đợi giãn ra, ví dụ như có 12 cái anh em nhập được 9 cái thì còn 3 cái còn lại anh em để đến tối nhập vẫn hoàn toàn ok, không vấn đề gì cả. Nhận trước nhận sau thì cuối cùng vẫn nhận thôi. Trong ngày hôm nay anh em cố gắng nhập là được. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau.